Chào các bác nhé, em lại Thành Lý tiếp đây. Em có một con B3. Đây nha các bác nhìn B3 nhé, non 2.6. Nguồn này là nguồn 16 phân 600W một kênh. Nó sử dụng là 6 sò MG. Dòng các bác biết là dòng B3 nó thiết kế các cái mạch nó rất chi là đơn giản và gọn nhẹ, nhưng mà chất âm của nó thì ra cũng vô cùng tuyệt vời. Đấy ạ, chất âm nó vô cùng hay. Đây, mạch B3 này. Mạch nó rất hay. Vì sao em bảo là Thanh Lý? Vì con này là có em có bo nguồn này. Bo tụ này. Nó có hai con trở. Đây. Hai con trở bình thường của nó là trở nhỏ nhỏ như này này. Các bạn nhìn trở nhỏ nhỏ như này. Nó em không còn cái loại trở nhỏ như thế thì em thay bằng hai con trở to này. Nó lại trở sứ. Con này nó về nó bị lỗ hai con trở ấy, nên thay bằng hai con trở này cho nó trâu, nói chung là để cho nó tản nhiệt, cho nó trâu đi, đại khái nó trâu. Hai con trở này nó không có quan trọng nhiều đâu, nó con trở này nó dùng để bảo vệ của cái mạch mạch quạt thôi, nó không đáng ngại về con trở. Còn toàn bộ bên này nó là zin hết cho các bác nhé. Nguồn zin rồi bo xử lý đầu vào, bo hai bo công suất đều vào zin bao xịn cho các bác. Mỗi hai con trở em thay nên nói chung là tổng thể máy này không còn được zin đấy, em chỉ bao zin về công suất thôi, còn máy thì nó không được zin. Rồi em bật thử cho các bác nhé. Tiếng B3 thì nó rất chi là mềm mại. Một đôi 30. Tiếng của nó rất hay luôn. Sơn lại như mới cho các bác nhé, nên các bác không phải lo về cái ngoại thất, nội thất thì các anh mạch đây, các bác nhìn mạch như mới luôn. Em báo giá luôn là con này em lấy cho các bác 2.900.000 thì bao ship cho các bác nhé, 2.900.000 thì bao ship. Cảm ơn tất cả các bác nhé.